The Gang Show Music Wave. Những câu chuyện trải lòng, những ca khúc lắng động, những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi là Nguyên Kha, chào đón quý vị đang cùng đến với The Gang Show Music Wave. Quý vị thân mến, như vậy là vào 21 giờ, mỗi thứ bảy hàng tuần chúng ta lại cùng gặp gỡ với nhau trong một cái số đặc biệt vào mỗi tháng, đó chính là Music Wave, nơi mà quý vị sẽ gặp gỡ những ca sĩ. Và có lẽ đây là một chương trình khá đặc biệt khi mà chúng tôi có rất nhiều cặp song ca đã ra đời từ cái câu chuyện phòng thu nhỏ bé này. Hôm nay chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cặp đôi chàng nam còn nàng thì Bắc. Nhưng mà bây giờ nàng đã mua một cái villa ở trong Sài Gòn để mà sống rồi. Xin được giới thiệu quý vị, đó chính là ca sĩ Hồ Trung Dũng và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Xin chào hai anh chị đang có mặt ở đây. Ủa sao nghe cái đoạn villa mà em ôm mặt cười, cái chuyện này chuyện hiển nhiên mà. Anh khen anh khoái như chủ đề nhà cửa. Trong tương lai không biết bao nhiêu năm nữa anh ạ. Anh nghe đồn rồi, di chuyển vào trong đây là mua nhà mua cửa để mà định cư rồi. Xin chào Dương Hoàng Yến, xin chào anh Hồ Trung Dũng. Em chào Nguyên Khang và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi show The Khang Show. Chủ đề ngày hôm nay đó là gửi người phụ nữ tôi yêu. Một cái chủ đề rất là đẹp dành cho những chị em phụ nữ. Cái chủ đề gửi người phụ nữ tôi yêu này nó có một ý nghĩa như thế nào đối với Dũng? Thực ra là đối với Dũng thì những người phụ nữ là một cái gì đó nó rất là quan trọng trong cuộc đời của Dũng. Bởi vì chắc là Khang cũng biết rồi, cái đầu tiên thì là má của Dũng là người rất là quan trọng với Dũng. Dũng trong nhà có hai người anh ruột nhưng mà lại thân với chị dâu nhiều hơn. Và sau này dĩ nhiên là khi mà bước ra ngoài, Dũng làm hai nghề, nghề phụ là giáo viên. Dũng ở trường riêng của Dũng thì ở đó giáo viên nữ cũng nhiều hơn giáo viên nam. Và khi đi hát thì cũng vậy, fan nữ cũng nhiều hơn fan nam. Cho nên là Dũng nghĩ là nếu mà không có những người phụ nữ thì chắc chắn là Hồ Trung Dũng sẽ không phải là Dũng của ngày hôm nay được. Như vậy thì qua cái lời chia sẻ vừa rồi nó rất là chân thành, để cho thấy là Dũng rất được các chị em phụ nữ yêu quý. Nhưng mà cái mục đích thứ hai là khoe khéo, giàu lắm, em thấy không? Ủa, mở trường học, rồi đi hát này nọ, quá dữ. Trời ơi, mở trường học mà lỗ thì đâu có giàu được đúng không? Ai biết, người ta bảo là vun trồng, gieo xới những cái hạt mầm thì sau này nó sẽ trở thành những cây đại thụ chẳng hạn. Bây giờ lần đầu tiên kết hợp với nhau, thì cả hai có muốn gửi cho quý vị một cái ca khúc song ca nào nó vui tươi không? Thôi chắc một bài hát mà rất là quen thuộc với khán giả, một bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Bài Yêu Em Dài Lâu, giống như là lời hứa hẹn thay mặt các chàng trai ở đây là dù chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ luôn luôn yêu những cô gái, những người phụ nữ quanh mình thật là lâu. Tan chảy, nghe xong tan chảy. Cái bài này tôi có cảm giác như là đi nghe đám cưới vậy đó. Cái bài này đám cưới hát rất nhiều. Đúng rồi, trời ơi. Nhà thưa quý vị, hôm nay chưa gì mới vô tặng ngay bài Yêu Em Dài Lâu. Mời quý vị cùng đến với cặp đôi Hồ Trung Dũng và Dương Hoàng Yến. Gió thu bay bay nhẹ nhẹ đưa anh đi tìm vần thơ qua công viên lá xe trên con đường về bỗng nghe lòng đang ước mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào cho bão tố về làm chiếm bao xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu
lên khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Vâng, thưa quý vị, thật là bất ngờ khi mà các ca khúc Yêu Em Dài Lâu này Nguyễn Khang đã nghe cách đây chắc cũng khoảng 30 năm, từ thời mà ngày xưa mẹ của Khang cưới ba. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lá thư đầu tiên nha, để xem coi chủ đề ngày hôm nay khán giả gửi thư gì nhiều lắm. Khán giả có tên là Thanh Thư. Chị Thư không kể về câu chuyện của mình, mà là chia sẻ về câu chuyện về mối tình của một người bạn, mà theo chị là một câu chuyện có 102. Nhân vật chính của chúng ta là chị Cao Thủy và anh Thanh Tùng. Mối luân duyên của hai người bắt đầu từ tiếng khóc oe oe trong nhà hội sinh. Chuyện là thế này, chị Thư kể. Hai người bạn của tôi gặp nhau lần đầu tiên khi chỉ mới 1 ngày tuổi. Hai bà mẹ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nằm cùng một phòng hội sinh và được cùng một bà đỡ đẻ. Trước khi đẻ thì hai bà bầu còn nói chuyện rôm rã với nhau. Nào ngờ đâu sau này lại thành thông gia. Đã là mối duyên tiền định thì dù bạn có đi đâu, có làm gì cũng không thể thoát được khỏi nhau. Bước vào lớp 1 thì chị Thủy và anh Tùng được xếp học cùng một lớp, và họ đồng hành cùng nhau đến tận lớp 8. Thế nhưng mà trong những năm tháng học sinh hồn nhiên ấy, hai người hoàn toàn không có ấn tượng tốt về nhau. Họ hay tranh luận và còn lôi tên bố mẹ của nhau ra trêu. Chị Thư mới kể, nhỏ bạn tôi cứ gây hấn suốt với Tùng, mà có ngờ đâu càng gây thì lại càng nhớ. Và đến một lúc thì nỗi nhớ nhiều hơn nỗi giận. Lúc đó nó mới biết nó thích Tùng mất rồi. Nhưng mà ở cái tuổi ngây thơ trong sáng đó, nó không dám thổ lộ với Tùng vì sợ mất mặt. Và cứ thế nó đơn phương âm thầm mãi đến khi chúng tôi vào đại học. Đến lúc này thì Tùng vào Nam học, còn tụi tôi lại ra Hà Nội học tiếp. Dạ, cái khoảng cách địa lý nó giống như hai nhân vật của chúng ta vậy đó. Người ở Hà Nội, người ở Sài Gòn. Đôi mình vậy ta. Đâu, đang liên tưởng thôi. Okay. Cái khoảng cách địa lý này nó đã làm cho anh Tùng nhen nhóm nỗi nhớ về cô bạn tuổi thơ của mình. Để giải tỏa nỗi nhớ ấy thì anh đều đặn viết thư gửi cho chị Thủy, kể về cuộc sống xa nhà của mình. Bất kể điều gì cũng có thể trở thành đề tài biên thư của anh. Và đến kỳ nghỉ hè năm thứ 2, anh quyết định bay ra Bắc để gặp chị Thủy. Chị Thư kể tiếp, hai đứa chúng nó dính nhau như Sam vào kỳ nghỉ hè năm ấy. Đến nỗi chúng tôi không dám làm kỳ đà cản mũi, cứ tìm cớ bận để tạo không gian riêng cho chúng nó. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tình cảm của hai đứa cứ phát triển dần đều. Để rồi trong buổi tiệc chia tay, để Tùng vào Nam học tiếp, Tùng đã tuyên bố rằng, đau khổ lớn nhất của tao trong cuộc đời này là không lấy được Thủy làm vợ. Thế là xong. Đời Tùng đã được đóng dấu mộc đỏ tên là Cao Thủy. Người ta thường bảo là nếu mà yêu xa kiểu giống như là khoảng cách địa lý, nó sẽ làm cho tình yêu phai nhạt. Nhất là chúng ta yêu nhau mà người Bắc, người Nam như thế này. Không biết là đối với Yến thì Yến có tin là khoảng cách địa lý sẽ là một trong những cái yếu tố chính làm cho tình cảm hai người sẽ phai nhạt không? Thật ra thì ở xung quanh Yến có rất là nhiều những trường hợp, cũng có nhiều trường hợp yêu xa. Và nói thật sự là cặp đôi yêu xa mà có thể
kéo dài được, bền được. Kéo, kéo dài thì có nhưng mà không có nhiều. Bởi vì thật ra là khoảng cách địa lý là một cái mà rất là dễ làm cho hai người rất là xa mặt cách lòng á. Thì nhưng mà quan trọng nhất là gì, là sức mạnh của tình yêu có đủ lớn hay không thôi. Còn nếu mà đủ lớn thì chắc chắn là hai người sẽ vẫn gắn kết với nhau, sẽ vẫn yêu nhau, và quan trọng nhất là cái duyên số nữa. Nếu mà có duyên thì có chạy đằng trời thì vẫn quay lại với nhau. Nhưng là đó chỉ là trong giai đoạn của vài năm đầu yêu nhau thôi. Đúng chứ rồi. Mà nếu mà cứ yêu tiếp tục mà khoảng cách xa như vậy thì sẽ rất là mệt. Dũng có đồng ý không? Dũng nghĩ thật ra yêu xa cũng hay của nó. Yêu xa mà đừng có xa nhau lâu quá thôi. Ví dụ như khoảng Dũng từng yêu xa rồi. Và cứ hai tuần thì gặp nhau một lần. Và cảm giác thì rất là tốt. Bởi vì là mình có cuộc sống riêng của mình. Và cái nỗi nhớ cũng không quá là ghê gớm, đúng không? Gặp nhau rất là yêu nhau rất là vui vẻ. Bao nhiêu cái giận hờn cũng cố mình nén lại, bởi vì mình nghĩ là mình có vài ngày bên nhau thôi. Sau đó mình chia tay ra, mình lại chuyện riêng của mình. Rồi nỗi nhớ nó dần lên, và đến khi vừa đủ thì mình đã được gặp. Nhưng mà cái dở của chuyện đó, đó là mình không thực sự cùng trải qua con người thật của nhau. Chúng nghĩ là vậy. Bởi vì không phải là xấu, giấu giếm gì cả, nhưng bởi vì mình có cảm giác là mình chỉ có vài ngày, cho nên mình chỉ dành những gì tốt nhất thôi. Nhưng mà đến khi mà ở gần nhau thì chưa chắc là làm được chuyện đó. Cho nên để hiểu cho thật sự thì phải có bên nhau. Điều thứ nhì Dũng muốn nói là qua Covid vừa rồi thì Dũng nghĩ là thực tế một chút xíu. Bây giờ cái phương châm của Dũng là không yêu xa. Dũng bên cạnh gì tốc độ lỡ mà lockdown cái là còn có bên cạnh. Nhiều khi lockdown mà cách từ quận này qua quận kia cũng có gặp nhau đâu. Mẹ ngồi Zoom suốt ngày không được đâu. Như xa tận chân trời luôn đúng không? Rồi, bây giờ thì người ta bảo là càng xa thì càng nhớ, càng yêu lâu thì sẽ càng nhớ nhau nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, sẽ do Hồ Trung Dũng gửi đến cho quý vị ca khúc Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn. Từ những năm tháng đã sống, để lại gì cho anh? Để lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đánh mất, anh vẫn còn tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh. Sẽ không tiếc ngày tháng sống bên cạnh em, và ký ức vui buồn chung làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa. Từ tháng năm sống bên nhau, nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiến dâng đời anh. Và những mong ước mai sau, nếu không chỉ là mơ, anh vẫn muốn vì em đợi chờ. Sẽ thôi không vội vã bước rất gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi, và sẽ thôi không còn giận nhau nữa, vì biết không ai yêu anh yêu như thế. Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh, nếu những lời hứa thôi không chân thành. Vì anh không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong anh thờ ơ. Dù anh vẫn sớm khi anh có em, hay vắng em mãi mãi. Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay, nếu bỗng ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thơ anh cười, đâu có nghĩa không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Từ
nằm sống bên nhau nếu em được hạnh phúc. Anh không tiếc hiến dâng đời anh và những mong ước mai sau nếu không chỉ là mơ. Anh vẫn muốn vì em đợi chờ, sẽ thôi không vội vã bước rất gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi, và sẽ thôi không còn giận nhau nữa vì biết không ai yêu anh nhiều như thế. Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh nếu những lời hứa thôi không chân thành, vì anh không khóc bao giờ đâu có nghĩa trong anh thờ ơ. Dù anh vẫn sống khi anh có em hay vắng em mãi mãi, thì lòng sao nghĩ anh sẽ đổi thay nếu bỗng ngày mai em không thức dậy, vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh nếu những lời hứa thôi không chân thành, vì anh không khóc bao giờ đâu có nghĩa trong anh thờ ơ. Dù anh vẫn sống khi anh có em hay vắng em mất mãi, thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay nếu bỗng ngày mai em không thức dậy, vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Cái ca khúc nhớ gấp ngàn lần hơn này á, ngày xưa nó nằm trong bảng xếp hạng của Làn Sóng Xanh. Và Khang tự hỏi là một cái ca khúc mà nó da diết đến như vậy thì liệu ở ngoài đời nó có một cái nỗi nhớ nào đó nó nặng nề đến như vậy, nó có da diết và nó có thật sự là khiến cho người ta khắc khoải hay không? Thế thì bây giờ mình tiếp tục cái câu chuyện đi, theo Dũng dự đoán xem là cặp này sẽ tiếp tục hay là sẽ... Linh cảm của Dũng thì chắc là được. Được phải không? Hai người sẽ thành công. À, thế còn Yến? Yến cũng nghĩ là được. Yến được phải không? Là cái tình yêu này rất là sâu đậm. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện nha. Yêu xa 4 năm đại học tưởng chừng như là thử thách quá lớn mà ông trời dành cho hai người. Nhưng không, có lẽ vì ông thấy Thủy và Tùng vượt qua quá đơn giản nên lại tiếp tục đưa ra một thử thách khác, khó hơn. Đó là cho chị Thủy sang Pháp du học. 2.000 cây số thì còn có thể qua được, nhưng 10.125 km lại là một con số khó nhọc hơn rất nhiều. Chị Thư mới kể, ngày mà Thủy lên đường du học, Tùng chỉ kịp chạy ra sân bay, ôm người yêu một cái rồi tạm biệt nhau. Một tuần sau ngày Thủy đi thì Tùng xuống hẳn 2kg vì nhớ người yêu đến quên ăn quên ngủ. Thời ấy làm gì có internet, chỉ có chiếc điện thoại để gọi, mà mỗi lần gọi thì lại tốn rất nhiều tiền. Thế nên là cả hai chỉ có thể gọi cho nhau mỗi tuần một lần, còn 6 ngày còn lại là gặp nhau trong mơ. Khó khăn quá nhiều, lại thêm việc học áp lực nên đã khiến cả hai quyết định dừng lại tình yêu của mình và đồng ý cho nhau cơ hội để tìm hiểu người khác. Nhưng mà dừng lại thì không có nghĩa là chấm hết nha quý vị. Chị Thủy và anh Tùng vẫn theo dõi về nhau qua mạng xã hội, nhưng tuyệt nhiên không hề liên lạc, cứ âm thầm lặng lẽ như thế đến ngày chị về Việt Nam nghỉ lễ. Và cả hai quyết định gặp nhau với tư cách là những người bạn lâu năm. Lý trí thì muốn làm bạn, nhưng con tim thì lại không đồng ý. Nhận ra tình cảm dành cho nhau vẫn còn sâu đậm, cả hai quyết định nối lại tình yêu.
Rồi chị Thủy tiếp tục bay sang Pháp để hoàn thành việc học của mình. Tốt nghiệp loại giỏi, cơ hội được ở lại Pháp làm việc và sinh sống đang mở rộng cửa với mình. Nhưng chị Thủy quyết định bỏ hết để về Việt Nam và kết hôn với anh Tùng. Theo em như vậy thì có tiếc không Yến? Dạ. Nếu như mà tìm được tình yêu đích thực của mình và chọn đúng người thì em sẽ không tiếc nếu em là Thủy. Nhưng mà chị tốt nghiệp là giỏi, chị được Pháp giữ lại lương tính bằng franc Pháp. Và giờ chị bỏ hết tất cả để chị về. Thì nếu mà chị về Việt Nam thì cũng có thể, với cái bằng cấp như vậy thì chị cũng có thể tìm công việc rất là tốt. Mình nhưng mà đôi khi có thể là vì phụ nữ mà, nên là sẽ có cảm giác là hy sinh hơn. Là sao? Đúng không? Nghe đàn ông sẽ không chọn như thế à? Không, nhưng mà chứ mà trong câu chuyện này thì đúng thật em thấy nếu mà em là chị thì lúc đấy em sẽ phải lăn tăn đó. Câu chuyện này thấy hay một điểm là hai người đã cho nhau cái thời gian được tự do. Đúng như là bây giờ Dũng nghĩ Dũng khác với ngày xưa một cái điểm là Dũng không có cưỡng cầu nữa. Có nghĩa là những gì mà thuộc về mình là của mình. Và nếu mà cần phải để ra đi một thời gian thì vẫn để ra đi. Thì cái hay của anh chị là đã thực sự là dành cho nhau cái sự tự do, được phép là lựa chọn số sống riêng của mình, nhưng mà cuối cùng là gặp lại nhau và vẫn không thể nào xa nhau được. Và Dũng nghĩ rằng là đó là một cái chuyện mà một đời người chưa chắc có. Không phải là ai cũng gặp được cái câu chuyện như vậy. Cho nên cái chuyện mà chị Thủy quay trở lại với anh ấy là một chuyện khá là, đối với Dũng khá là hiển nhiên. Nếu mà Dũng thì Dũng sẽ chọn như vậy. Khang thì Khang chỉ đồng ý với Dũng 50% thôi. Đúng là mình không thể cưỡng cầu. Nhưng mà Dũng có nghĩ rằng thật ra khi mà chúng ta cho người ta cái thời gian cơ hội á, thì nếu may mắn họ không tìm được đối phương khác á, thì ok, mình sẽ có cơ hội quay lại. Nhưng nếu như họ vô tình rung động hoặc là có một cảm xúc với một người khác, mình cho họ cơ hội là cho mình cơ hội luôn mà. Cả hai người đều không thấy đủ chứ đâu phải là một người đâu. Nhưng đôi khi mình đâu biết được tương lai như thế nào. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ cái vấn đề là hiện tại là thấy là hai người không đủ. Cả ảnh đều ở Việt Nam cũng cảm thấy là cô đơn, và chị ấy bên kia cũng cảm thấy cô đơn. Đúng không? Và rõ ràng là sự liên lạc nó không có dễ dàng như là bây giờ của mình. Cho nên là đâu có phải là ảnh cho chị cơ hội không đâu, mà là ảnh cho nhau cái cơ hội được sống cuộc sống riêng của mình. Và chuyện đó em nghĩ là chuyện khá là văn minh của hai người. Thì nó giống như cái câu mà nếu đã duyên nhau thì thấm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi, đúng không? Người ta bảo rằng cưới vợ thì phải cưới liền tay, nhưng trong trường hợp này chúng ta lại có câu cưới chồng phải cưới liền tay. 10 năm yêu nhau đủ để họ nhận ra đối phương chính là một nửa của mình. Dẫu cho cả hai cũng gặp và tìm hiểu không ít người, giờ đây cả hai đã có với nhau ba thiên thần cùng một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Cuối thư thì chị Thư chia sẻ: chứng kiến mối tình của Thủy và Tùng suốt từ nhỏ đến lớn, tôi bỗng nhận ra một điều: tình yêu luôn làm nên kỳ tích. Nếu đủ lớn, đủ tin và đủ sâu, tình yêu sẽ không bỏ quên ai, một khi chúng ta luôn một lòng hướng về nó với sự chân thành. Thế nên nếu lúc này bạn chưa tìm được một ai đó, đừng vội nghĩ rằng mình ế hay tình yêu đã bỏ rơi bạn. Chỉ là tình yêu đang bận tìm một nửa phù hợp với bạn mà thôi. Cứ tiếp tục tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ chờ bạn đâu đó trên đường đời. Happy ending. Yeah, happy ending. Nhưng mà vậy nè, có những người người ta lấy đó làm ta an ủi á, nhưng có những người mãi đợi đến khi mà râu tóc bạc phơ rồi không thấy người kia đến trong cuộc đời của mình nữa. Đúng không? Yeah. Cho nên là có những người nhẹ nhàng nắm bắt như chị này là chỉ may mắn. Là tại vì anh này vẫn chu thủy chờ đợi, và khi mà chị quyết định chị tóm ảnh thì ảnh đồng ý luôn. Trời ơi. Nhưng có những người tới lúc tóm rồi thì người kia của mình đã có người khác. Thành ra tan vỡ giấc mộng và sẽ dùng cái từ giá như. Đúng không? Người ta gọi là đúng người đúng thời điểm đấy. Một cái kết rất là trọn vẹn, đúng không? Thế thì bây giờ sẽ có một ca khúc rất là phù hợp mà chắc sẽ nhờ Dũng tiếp tục gửi đến cho mọi người. Bây giờ Dũng sẽ tặng một mọi người một ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà được mang tên là Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình. Trông thấy em cả địa cầu như vắng ngắt, khi anh trông thấy em cõi thiên đàng như trước mắt,
còn tìm anh bấy lâu, ngỡ đâu tình đã quên mình, để rồi ngày hôm qua oán trách anh. Khi anh trông thấy em những ưu phiền run rẩy trên, khi anh trông thấy em lừa mong cuồng vội tắt hết, anh như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời, ngập ngừng lòng lâu hát câu kinh nguyện cầu. Tình không xót xa có nên gọi là tình, đời không đáng cay có nên đời, trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần thôi được quặn đau được rớm máu. Ta cứ vui chẳng đâu ngày mai vẫn thế, mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến em ơi, anh vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời, dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời. Còn đau được dơ máu, hôm nay ta cứ vui chẳng đâu ngày mai vẫn thế, mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến em ơi, anh vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời, rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời. Em ơi, anh vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời, dù rằng tình đôi ta vẫn luôn tuyệt vời. Xin cảm ơn Hồ Trung Dũng với ca khúc Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình. Khang thì không biết nha, Khang thấy người ta vẫn nói một cái câu là theo tình thì tình chạy mà trốn tình thì tình theo. Có nghĩa là đôi khi mình cứ cố gắng theo một đuổi một cái điều gì đó, tự nhiên nó không đến. Mà mình lơ trong thời gian, cái tự nhiên nó lại đến. Không biết Yến có bị rơi vào trường hợp đó không em? Em cũng có rơi vào trường hợp. Là nghi lắm. Nhưng mà em không có chạy theo. Thì đấy, em lơ đúng không? Em lơ mà. Ờ, em lơ thì tìm tình nó mới chạy đến em đúng không? Thì cái câu chuyện nó là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài mà Khang nghĩ là bài này chắc mốt đi hát đám cưới cũng không thua gì cái bài Yêu Em Dài Lâu đâu. Bây giờ cả hai sẽ kết hợp song ca với nhau. Thật ra cái bài này ngày xưa thì Khang nghe là chỉ có một người hát thôi.
ít khi nào nghe hát song ca lắm. Chắc là các bạn đã nhận ra bài gì rồi đúng không ạ? Vâng, và phải nói rất là cảm ơn anh Nguyên Khang đã share duyên cho hai anh em hôm nay được hát song ca với nhau. Và đây là ca khúc thứ hai, Hồ Trung Dũng và Du Hoàng Yến sẽ gửi tới tất cả quý vị. Một sáng tác của Phạm Khánh Hưng được mang tên Mơ Một Hạnh Phúc. Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười, nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng. Bao mộng mơ ước muốn luôn luôn làm em vui, lòng thầm mang ơn trời đã cho em gần anh. Bao ngày qua niềm vui cũng đỡ nhạt màu, với anh mộng nghĩ cho anh nỗi phiền. Bao buồn vui dấu kín không biết kể cùng ai, sợ người không vui nên em đành thôi. Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh. Để anh đưa sống mãi với tiếng yêu đầu chẳng ngờ ta gặp nhau chẳng được sao ơi. Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh. Để anh đưa thấy mãi những khi em cười, thấy mãi em trong niềm vui, và sẽ mãi luôn đứng gần bên em. Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng. Bao mộng mơ ước muốn luôn luôn là em vui, lòng thầm mang ơn trời đã cho em gần anh. Niềm vui cũng đã nhạt màu với anh, mộng mị cho anh nỗi vâng, tôi nghĩ đây là một bản phối khá là hay, bởi vì cái bài giai điệu lúc đầu nó rất là nhẹ nhàng, sau đó là nó chuyển qua swing đúng không? Rất là vui tươi. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện khác.
cũng là một mối tình đầu, nhưng mà một gam màu khác với câu chuyện của chị Thủy và anh Tùng. Câu chuyện như thế này. Xin chào chương trình, em là Mỹ An. Em biết đến anh Khang từ hồi em mới học cấp 2 thôi. Nên khi mà anh ra cái chương trình The Khang Show thì em thích lắm. Hôm nay em muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Câu chuyện của em là về mối tình đầu mà đến thời điểm này, dù đã 5 năm trôi qua, em vẫn không thể quên được. Bởi anh ấy không chỉ là người đầu tiên em yêu, mà còn là người em tự tay đánh mất. Em và anh ấy yêu nhau khi em là sinh viên năm nhất, còn anh ấy thì vừa mới ra trường. Khoảng cách 4 tuổi đủ để anh ấy trở thành bóng tùng, che chở cho em trước mọi việc. Anh ấy yêu thương và chiều chuộng em từng ly từng tí, lo lắng cho em từng miếng ăn giấc ngủ, chăm chút cho em đủ thứ. Như thế em là con gái của anh ấy vậy. Người ta hay bảo, nếu được chọn, hãy chọn người yêu thương và chăm sóc mình như một đứa con gái. Thế nên em cảm thấy rất may mắn khi có anh bên cạnh. Chúng em cứ yêu nhau bình yên cho đến một ngày em nhận được học bổng đi Úc. Lúc đó em đang học năm thứ 3. Em đắn đo rất nhiều, bởi khi ấy ở Việt Nam em có mọi thứ, từ gia đình, bạn bè đến tình yêu. Chưa kể trường cũng rất ưu ái em vì em là sinh viên xuất sắc. Như đọc được những trăn trở của em thì anh đã bảo em hãy nghĩ thật kỹ cho tương lai của mình rồi quyết định. Sau những ngày cân đo đong đếm, các bạn nghĩ xem coi là quyết định của cô ấy là đi hay ở lại? Yên. Em nghĩ quyết định của ấy sẽ đi. Đi? Vì sao? Cô ấy còn rất là trẻ. Và lúc mà anh đọc là mối tình này được bao nhiêu lâu rồi anh? Mối tình này là hai người là cô ấy yêu khi là năm nhất, còn anh này là đi ra trường, cho nên là khoảng 5 năm. 5 năm. 5 năm một quyết định đi Úc. Tới năm thứ 3 là cô ấy mới đi, có nghĩa là thêm 2 năm nữa. Cô ấy từ năm nhất lên năm 3, 7 năm. Thế thì với mối tình 7 năm thì em nghĩ là tình yêu đủ lớn để có thể làm điều đó. Đó. Thế thì chúng ta xem quyết định của cô ấy như thế nào nha. Sau những ngày cân đo đong đếm thì em quyết định đi Úc. Và để không phải vướng bận, em chia tay anh. Ok. Đó có lẽ là chi tiết này sốc nè, câu trước không có sốc mà con này sốc. Em cảm thấy thương anh quá. Đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất của em cả đời này mà em không bao giờ quên. Anh khóc, khóc rất nhiều. Đó là lần đầu tiên em thấy một người đàn ông mạnh mẽ của em rơi lệ. Nhưng mà sự hiếu thắng và non dại của tuổi trẻ đã khiến cho em phớt lờ điều ấy. Dù anh bảo anh sẽ chờ em, em cứ dự định trong đầu rằng qua Úc em sẽ quen một ai đó để thuận tiện đôi đường. Em không muốn yêu xa, để rồi lại bị phân tâm nơi quê nhà. Thế nhưng đời không như là mơ, mọi thứ ở Úc với em đều xa lạ. Em lạc lõng, bơ vơ và cô đơn. Vốn quen với sự yêu thương và chở che của anh, giờ em chỉ biết lủi thủi một mình, tủi thân và nhớ anh. Tinh thần của em bị ảnh hưởng rất nhiều. Em hối hận và muốn bỏ hết để về ôm chầm lấy anh, được áp đầu vào ngực anh, thèm được anh vỗ về và an ủi. Theo Dũng thì cô này có về không? Hơi khó nói một chút xíu, tại vì nó không có đủ thông tin về cái anh chàng đó. Để mình mới chỉ nghe là cô ấy cổ đòi chia tay và cổ nhớ ảnh, chứ không biết là ở nhà anh đang như thế nào. Nếu như mà anh ấy vẫn còn đợi cô ấy thì cô ấy về không? Nếu mà anh ấy vẫn còn đợi thì chắc là cô ấy sẽ về. Thế thì chúng ta xem coi quyết định của cô ấy như thế nào nha. Để đỡ nhớ anh, em cũng thử quen vài người, nhưng chỉ là thoáng qua. Vì quen ai em cũng so sánh với anh, quen ai em cũng thấy bóng dáng anh thấp thoáng, và quen ai em cũng thấy chẳng thể thay thế được anh. Nhớ anh đến quay quắt nhưng em không dám liên lạc, vì em nghe rằng anh đang quen một người con gái khác. Sau 2 năm đi đi về về một mình vì quá đau khổ khi chia tay em. Cảm giác hối hận, tiếc nuối cùng với nỗi nhớ anh da diết cứ đeo bám lấy em đến khi em về Việt Nam. Ngày đầu tiên đi qua những con đường và góc phố mà ngày xưa em với anh vẫn hay đi, em đã khóc như mưa. Mọi ký ức ùa về như một cuốn phim quay ngược. Cảnh vật vẫn còn đây, nhưng đã không còn anh. Em đau đến không khóc nổi thành tiếng. Nếu thời gian có quay trở lại, em xin nguyện đánh đổi tất cả để được ở bên anh. Nếu có một điều ước, em ước gì 5 năm qua chỉ là một cơn mơ.
Và nếu em có thể gặp lại chính em của 5 năm trước, em sẽ nói với cô ấy rằng: cô gái ơi, hãy nắm tay anh ấy thật chặt. Đời này mọi thứ đều có thể tìm lại được. Duy chỉ có một điều mà nếu đánh mất sẽ không bao giờ có lại được, chính là người đàn ông yêu bạn hơn chính họ. Đây là cô ấy đã bỏ lỡ một lần và mất luôn một đời để ở cạnh người mình yêu. Có Dũng nghĩ là bắt đầu câu chuyện này đã có một phần sai rồi. Bởi vì cô ấy không biết là cái tư tưởng từ đâu ra là chọn một người yêu mình hơn là mình yêu người đấy. Thực ra Dũng nghĩ cái hạnh phúc trong cuộc sống này không phải là tìm được người yêu mình hơn, chăm sóc mình, mà là tìm được một cái cảm giác thật sự, cái tình yêu thật sự. Dĩ nhiên là từ hai phía là lý tưởng, nhưng mà mình cảm nhận tình yêu trong mình biết yêu người khác đã là một cái hạnh phúc rất là lớn. Bởi vì có rất nhiều người không bao giờ biết yêu người khác, và họ đã bỏ lỡ một cái cảm xúc cực kỳ tuyệt vời của con người. Cổ có nói hôm cuối là nếu bây giờ cho cổ làm lại thì cổ sẽ quay về cổ năm trước và nói là đừng có bỏ đi. Nhưng mà cái đừng có buông tay đó, nó chỉ là vật lý thôi. Đúng không? Nắm chặt ảnh, đừng bỏ anh đi, với một cái ý nghĩ rằng là ê tôi nói nghe nè, bà đừng bỏ ổng nha, ổng tốt lắm á. Thì cái đó không phải tình yêu, cái đó chỉ đơn thuần là vật lý. Bởi vì thời điểm mà ảnh cổ bên ảnh, cổ không có biết yêu ảnh thật sự, mà dù nói thẳng hoàn toàn nha, cổ tận hưởng cái cảm xúc được chăm sóc như một đứa con, được yêu thương, được bên cạnh, nhưng mà cổ đã không biết quý ảnh, bởi vì cổ đã không thật sự yêu ảnh. Vì thế mà cái việc cổ cần phải làm tất cả mọi chuyện đó, những cái lỗi sai của cổ, để ngày hôm nay ít nhất cổ biết yêu một người. Có thể là người đó không còn bên cạnh cổ nữa, nhưng mà cái mà Dũng muốn nói với cô ấy rằng là bây giờ bạn đã học được cảm xúc của tình yêu. Qua cái câu chuyện này, nó gửi đến một cái thông điệp khá là hay đối với mọi người, đó là giống như một câu nói trong bộ phim Mắt Biếc á, trên cuộc đời có hai điều bạn không được bỏ lỡ đó. Một là chuyến tàu cuối cùng để về nhà, và hai là người thật lòng yêu thương mình, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nhân cái câu chuyện này thì không biết là có bài nào hay hay mà bạn Yến muốn gửi đến cho mọi người không? Với câu chuyện mà anh Nguyên Khang vừa chia sẻ thì Yến có một bài hát muốn gửi đến tất cả quý vị. Ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, sáng tác của Trần Lê Quỳnh. Thank you.
vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả, lời nhớ về nhau cùng năm tháng còn âu thắm. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa rơi ấm Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua trong cái chủ đề là gửi người phụ nữ tôi yêu. Nãy thì chúng ta đã bắt đầu với lại cái mảnh ghép đó là gửi cho người phụ nữ mình yêu, là vợ, là bạn gái, là người thân rồi. Thế thì bây giờ mọi người yến đoán xem là cái mảnh ghép tiếp theo là mình gửi người phụ nữ tôi yêu là gửi cho ai? Mảnh ghép tiếp theo ý nghĩa gửi cho những người mẹ. Thật ra gửi người phụ nữ tôi yêu gửi về mẹ cũng là một trong những điều mà mọi người thường hay gửi gắm, đúng không ạ? Thế còn đối với Dũng, thật ra là có một cái lần tôi dẫn một cái chương trình mà tôi rất là ấn tượng với Dũng. Biết nghe nhắc vụ đó. Biết nghe nhắc vụ đó luôn. Biết nhắc vụ gì? Mỗi lần mà nhắc về mẹ mình nhìn mặt Khang là biết ngay, là nhớ ngay cái chuyện đấy. Chia sẻ cho em biết luôn. Tại vì chuyện xấu hổ nhất cuộc đời của tại vì Dũng rất là ít khóc. Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy Dũng khóc trong cái show đó. Mà lý do anh khóc là do đèn không chiếu. Lần đấy là giám khảo. Và tự nhiên anh đang rất bình tĩnh thôi, không có gì xảy ra cả, thì có một cô tham gia thi chương trình đó, và cô bước ra, cô hát bài Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Và cái tóc của cô á là y chang má anh ngày xưa, tóc ngắn hay vòng vòng lên vậy, và cô mặc cái áo dài cũng là áo dài in hoa chứ không phải là thêu. Tự nhiên cái anh đang nói chuyện với lại cô Y Lan, nhìn lại sân khấu một cái không biết tại sao cái nước mắt anh tràn ra. Mà lúc đó anh cũng thấy thôi, bây giờ là đèn không chiếu mình thì thôi cũng không nổi nào. Ai ngờ ông này ông đứng ông thấy, vừa đèn vừa chiếu lên, xong cô vừa hát xong rồi cái ông bắt liền khoảnh khắc đó mà mình đang cố mình kềm lại, đúng không, mà bắt nữa, thế là anh khóc tè le sân khấu rồi xong kêu anh lên ôm cô, hai người cùng khóc nữa. Cái đó là một trong những cái cảm quan của anh khi anh biết là để bắt được cái khoảnh khắc mới Dũng khóc đó rất là khó. Và anh biết một điều là Dũng có thể chỉ mới long lanh thôi. Cho nên anh phải tìm một cách để đẩy cho Dũng rơi nước mắt ra luôn. Trời ơi, là nham hiểm. Bằng cách là anh phải mời Dũng lên. Tại vì anh sẽ biết chắc là khi mà Dũng ôm cô đó thì thế nào cũng sẽ có nhiều cái cảm xúc nếu mà dâng trào cảm xúc. Và Dũng đã chia sẻ một câu chuyện đối với anh thì anh vẫn còn nhớ rất là xúc động. Đó là thật ra thì má của Dũng cũng đã không còn đồng hành với Dũng từ rất là lâu. Nhưng có thể nói là
bà là một trong những người mà Dũng yêu thương nhất và bà cũng yêu thương Dũng nhất. Cho nên là anh thì anh chợt nghĩ đến là có thể cái ngày Dũng đi hát còn nhiều khó khăn. Nên tới khi mà Dũng bây giờ đã thành công, Ray đôi khi cũng muốn mua cái này, mua cái kia, cũng lo cho mẹ, nhưng mà chắc cũng không có nhiều cơ hội Dũng ha. Thật sự là nhiều khi Dũng cũng thấy tiếc, bởi vì là đúng là nếu bây giờ má Dũng còn thì Dũng có thể nói rằng là dẫn má đi khắp nơi được, tặng cho má những cái thứ mà Dũng biết là má thích. Nhưng mà mặt khác thì thật sự mà nói thì Dũng tự nghĩ lại mình là một đứa con hồi đó như thế nào thì Dũng cũng thấy là mình cũng ổn, mình cũng khá ok. Ngày xưa khi má Dũng mất là Dũng 21 tuổi và không biết là ông trời sắp xếp hay sao á, khi mà Dũng kiếm đồng lương đầu tiên của Dũng thì là má Dũng mất. Còn nhớ là Dũng cầm vô bệnh viện, má nằm bệnh viện thì Dũng nói là bây giờ má không có đeo được những cái đồ đó nữa thì con lấy tiền này con trả viện phí cho má. Hoặc là Dũng đi học đại học thì Dũng nói là má cho con mượn tiền trước đi, mà cho con 700 ngàn đóng tiền học kỳ này, cuối học kỳ con học sinh xuất sắc thì con sẽ trả lại má 1.2 triệu. Có nghĩa là làm sao để mà má không phải lo nhất và cũng như là mang lại những cái niềm vui nhỏ nhất. Thì Dũng nghĩ là với một người mẹ thì cái chuyện mà bây giờ Dũng mua cho má những cái đồ mắc tiền thì nó cũng không có giá trị nhiều hơn so với Dũng ngày xưa mua cho má Dũng những cái đồ như là cái áo v.v. Cho nên là Dũng không hối hận. Mình luôn luôn cảm thấy là mình đã làm tốt nhất vào cái thời điểm của mình để ba mẹ có thể yên tâm cũng như là đỡ phải lo lắng, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện của một bạn tên là Thiên Vân. Bạn nói thế này: gửi đến mẹ, người phụ nữ con từng rất giận. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của mẹ rồi. Mẹ bỏ con đi mà chẳng nói tiếng nào, cứ lặng lặng mà làm như chính tình yêu mẹ dành cho con. Con còn nhớ mãi ngày con nhận bông hồng trắng để cài lên ngực áo. Con đã đắn đo mãi để rồi lại cất đi và cài lên ngực chiếc bông hồng đỏ. Vì với con, má vẫn còn ở đây, má không đi đâu cả. Ngày con còn nhỏ thì má cứ hay bắt con phải học này học kia. Má bảo con gái phải biết đủ thứ thì mới tự tin được. Hồi ấy con cứ trách má, sao ép con quá vậy, con không thích. Nhưng lớn lên rồi mới thấy chẳng ai dám bắt nạt con khi cái gì con cũng biết. Ngày con còn nhỏ, má hay bắt con phải ăn món này, uống món kia. Có những món con ghét kinh khủng nhưng mà vẫn phải nhắm mắt mà nuốt. Hồi ấy con cứ trách má, sao ép con ăn nhiều vậy, con không thích. Nhưng lớn lên rồi mới hiểu nhờ ăn uống đủ đầy mà sắc vóc con chẳng thua ai. Ngày con còn nhỏ thì má hay bắt con ngủ sớm, dù tivi vẫn còn chiếu chương trình con thích. Hồi ấy con cứ trách má, sao bắt con ngủ khi con chưa buồn ngủ, con không thích. Nhưng lớn lên rồi mới biết, để cho con được giấc ngủ bình yên, má đã phải thức trắng bao đêm để hoàn thành công việc. Ngày con mang người yêu về ra mắt, má có vẻ không thích, nhưng cũng không thể hiện, vẫn lịch sự đón tiếp anh ấy. Ngày con khoác lên mình chiếc đầm cô dâu, má chỉ nhẹ nhàng rồi bảo, má mong con hạnh phúc với lựa chọn của mình. Ngày con sinh con đầu lòng, má là người tất tả ngược xuôi lo đủ thứ. Về ở cử, má nấu cho con những bữa cơm ngon, ngồi canh lửa đốt than để hơ người, cần mẫn giặt từng cái áo, cái khăn cho cháu ngoại. Dẫu má lúc ấy chỉ vừa bình phục sau ca mổ ung thư. Ngày phát hiện chồng ngoại tình, con chạy về ôm lấy má mà khóc nức nở. Má chỉ nói, đem cháu về đây, má nuôi. 30 năm được làm con của má, con hạnh phúc vì luôn có má kề bên. Nhưng mà con vẫn giận má lắm. Giận vì sao má không sống cho má mà cứ sống với người khác. Giận vì sao má lại gác ước mơ của mình lại để sống vì ước mơ của người khác. Giận vì tại sao má làm gì cũng chỉ nghĩ con có thích không, ba con có thích không, cháu có thích không. Chứ chưa bao giờ con thấy má nghĩ má có thích không. Và con giận bởi vì sau bao đau thương thì má cứ lặng lặng mà ôm gánh hết. Thân thể đau chỗ này, nhức chỗ kia. Vậy mà má cứ luôn miệng nói, không sao. Chỉ đến khi nằm trên băng ca và phòng mổ sinh tử, má mới nói, má đau. Rồi, má bỏ con đi,
vào lúc mà con không ngờ tới. Sáng đó, má con mình còn hẹn nhau cuối tuần để đi xem phim. Vậy mà đến tối, má đã nằm đó lạnh băng. Má đột quỵ. Con cũng sẽ không than thở rằng rồi ai cũng sẽ đợi cửa mỗi khi con về muộn. Con cũng sẽ không rầu rĩ rằng rồi ai sẽ nấu cơm cho con ăn mỗi khi con thèm. Con sẽ không thẫn thờ rằng rồi ai sẽ vỗ về và vuốt đầu con mỗi khi con buồn. Con sẽ mạnh mẽ lắm má ơi, bởi vì con biết má đã sống vì người khác cả đời. Giờ là lúc mà má hãy sống vì mình. Con mong ở một nơi bình yên nào đó, má hãy ăn những món mà má thích, xem những bộ phim má thích, đi du lịch đến những nơi má thích, làm những gì má thích. Và nếu có kiếp sau, con mong má sẽ là một bà hoàng, để mọi người sẽ cùng chung tay biến những ước mơ của má thành sự thật. Con yêu má. Sở dĩ mà Khang hơi xúc động là tại vì cái câu chuyện này nó có giống một phần của mình. Tại vì mẹ của Khang thì cũng từng trải qua ung thư, nhưng mà rất là may là bà cũng đã vượt qua và bà cũng đang sống với Khang. Thật ra hồi xưa Khang cứ nghĩ là cái động lực lớn nhất trong cuộc đời của mình là phải làm giàu. Thế thì Khang xuất thân là một người hơi khó khăn. Thế nhưng mà khi mà tới một lúc nào đó Khang chợt nhận ra không phải là giàu nữa. Cái của Khang lúc này là Khang làm gì cho má Khang vui. Thì Khang nghe những cái chia sẻ này của bạn, Khang chợt nghĩ một điều là có bao giờ mình quá ích kỷ hay không? Bởi vì đôi khi chúng ta không nghĩ đến má của mình. Có những người Khang nghĩ là tới lúc mà đi chùa rồi bắt đầu mới cài một bó bông hồng trắng ở trên ngực thì mới cảm thấy nuối tiếc. Và tự nhiên suy nghĩ lại là sao lúc má mình còn sống không cho má mình ăn ngon đi, hay là không dẫn má mình đi đây đi đó đi. Có thể các bạn sẽ nghĩ một cái điều là tại tôi không có điều kiện, hay là tại vì tôi nghèo, hoặc là tôi phải lo cho gia đình. Thì thật ra mọi thứ nó cũng chỉ là lý do. Nếu như chúng ta muốn thì chúng ta sẽ làm được thôi, chứ không phải là không được, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà ngay cái đoạn mà đó là bắt đầu Khang cảm thấy xúc động, bởi vì cả một đời của một người phụ nữ họ hy sinh rất là nhiều cho gia đình của mình mà chưa bao giờ được báo đáp. Với Yến thì sao? Em có bao giờ suy nghĩ về những gì mà mẹ em đã làm cho em không? Khi mà nghe câu chuyện anh chia sẻ thì em cũng nhìn thấy mình ở trong đó. Thì mẹ em thì lấy chồng năm 18 tuổi. 18 tuổi lấy chồng. Sớm nhỉ? Đó. Thì có lẽ ở cái tuổi mà tuổi ăn tuổi chơi, chả lo nghĩ gì cả mà đã đi lấy chồng rồi. Thì đương nhiên mẹ em sẽ gác tất cả những ước mơ của mình lại. Rồi 19 thì có em. Và sau đấy là cứ chỉ vất vả đi làm thôi. Và từ mẹ em nhớ ngày xưa là mẹ em luôn luôn, mẹ em bán hoa quả và cứ 3 giờ sáng là mẹ em đi lấy hàng. 3 giờ sáng rồi bán hàng đêm tận 12 giờ khuya. Và sau đấy thì mẹ em chuyển sang bán xôi và bánh mì. Đó thì em lớn lên từ những sự vất vả của mẹ. Từ gánh xôi, đúng rồi, từ gánh bánh mì của mẹ. Và đổi lại thì mẹ em sau đấy thì là cũng một thời điểm, mà thời điểm đó năm 2013 là em thi The Voice. Thì là mẹ em mắc một bệnh mà rất là ít người. Mà lúc đó mẹ em rất là trẻ nữa. Và căn bệnh đó thì cái lúc đó em vẫn nhớ, em thi vòng đối đầu thì tức là ngày hôm sau là em phải bay vào trong Sài Gòn. Thì lúc đó em cảm thấy rất bất lực vì em là con một, chẳng biết em là thế nào, bởi vì những lúc như thế thì mẹ em rất là gần em mà em lại không thể ở cạnh để chăm sóc mẹ em được. Và xung quanh thì cũng có bà ngoại, có gì em nữa, nhưng mà em lúc đó em chẳng biết làm thế nào, bởi vì em khóc òa. Và xin bảo là mẹ cố gắng lên, mẹ chờ con sẽ cố gắng thi thật là tốt để mẹ để tự hào về con gái. Thì lúc đó khi mà phát hiện ra bệnh rồi thì
Thì em lúc đó rất là thương mẹ nhưng mà chẳng biết làm thế nào cả. Thì đấy là tôi thì bây giờ có mỗi một đứa con gái duy nhất thôi, thì mình phải làm sao để cho mẹ mình càng ngày càng tự hào vì mình. Và sau đấy thì em khoảng thời gian sau đấy thì em cố gắng rất nhiều, nỗ lực trên con đường sự nghiệp của em để em có thể nuôi mẹ, và em không khiến mẹ phải làm bất kỳ một công việc gì nữa. Bởi vì cả một cái quãng thời gian thanh xuân của mẹ đã hy sinh hết về gia đình, về con cái. Đến bây giờ thì em thấy mẹ em vui rất là nhiều. Và rõ ràng là em nhìn trong ánh mắt của mẹ em là rất tự hào về con gái của mình. Thế nên khi mà nghe câu chuyện của bạn ấy thì rất là tiếc là khi mà bạn ấy chưa thể bù đắp được cho mẹ của bạn ấy nhiều. Thế nên là em chỉ muốn là cái khoảng thời gian mà mẹ em còn ở cạnh em nhiều năm nữa, thì em muốn bù đắp thật nhiều cho mẹ. Để mẹ hãy cứ muốn ăn gì mẹ ăn đi, mẹ muốn đi nước nào hay mẹ muốn đi chơi ở đâu thì con sẵn sàng dành thời gian để đưa mẹ và đưa gia đình, để bù đắp cho những cái tháng ngày mà mẹ đã hy sinh vất vả vì con. Vâng, cảm ơn Diêu Hoàng Yến đã trải lòng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện. Và cũng thật là may mắn là sau tất cả thì bà cũng đã bình phục và cũng đã có thể... Thật ra là đến bây giờ thì mẹ em phải dùng cái căn bệnh ấy suốt đời. Tức là vẫn phải uống thuốc, và căn bệnh đó thì mẹ em không được ra ngoài. Tức là những ánh sáng này, trời nắng thì lại không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhưng mà trên tất cả thì suy nghĩ một cách tích cực, đó là chúng ta vẫn còn còn mẹ để mà chăm mẹ, vẫn còn lo cho mẹ. Thì đó cũng là một niềm hạnh phúc. Chứ thật ra nếu mà khi mà chúng ta có hết tất cả mà chúng ta không lo được cho mẹ thì đó cũng là một trong những điều mà chúng ta cảm thấy hơi tiếc. Đúng không ạ? Hơi tiếc trong cuộc đời. Cảm ơn chia sẻ của Yến. Cái chủ đề này nó nó khó lắm, khó mọi người quá nha. Thế thì bây giờ có một cái ca khúc nào đó mà Yến muốn gửi đến cho mọi người nhân cái chủ đề về người phụ nữ tôi yêu và là mẹ hay không? Ca khúc của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Ước Mơ Của Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ mà được sống cuộc đời riêng mình. Khi còn bé, mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên. Mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia. Cố gắng theo hết mình, con ơi
thay phần mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ kính thưa quý vị, vừa rồi là một trong những cái ca khúc mà cái lời của bài hát nó hay, nó rất hay, đúng không ạ? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có những bữa cơm no. Đó cũng chính là những điều mà tôi nghĩ là bất kỳ một người mẹ nào, không chỉ Việt Nam mà trên thế giới, cũng mong cho con cái của mình được ăn uống đủ đầy, được đến trường để được đi học, được sống sung sướng như những người bạn bè khác. Nhưng cho tôi nghĩ chắc rằng điều quan trọng chúng ta có thể làm đó là đừng bao giờ để mẹ mình buồn, đừng bao giờ để mẹ mình phải lo lắng, đúng không ạ? Rất là cảm ơn anh Khang đã cho em cơ hội tham gia cùng với anh Dũng, cũng như là cũng để chia sẻ những cái câu chuyện mà có lẽ em cũng chưa bao giờ, tức là ít khi em chia sẻ, và để em có thể là được trải lòng mình nhiều hơn qua The Khang Show. Dũng chỉ mong là sau show này thì những người đàn ông chúng ta hãy bày tỏ, nói ra nhiều hơn. Đừng để cho chúng ta bị mang cái mác là đàn ông ít bao giờ chia sẻ. Bởi vì có thể là chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội làm được đó. Và chúng tôi cũng mong rằng là những cái cảm xúc từ cái chương trình này sẽ giúp cho quý vị mạnh dạn chia sẻ, mạnh dạn viết thư, kể cho mình chúng tôi nghe về cái câu chuyện của quý vị nhé. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube MC Nguyên Khang. Lần nữa, cảm ơn ca sĩ Hồ Kim Dũng, cảm ơn ca sĩ Duy Hoàng Yến. Tôi là Nguyên Khang, mời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. The Khang Show, Music Wave. Tôi là Hồ Trung Dũng. Tôi là Dương Hoàng Yến. Mời các bạn hãy đón xem The Khang Show tập tiếp theo được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần. Khang chắc đang rất là xúc động, cho Dũng nói một xíu với những gì mà em đã có được trong năm. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Tự hào về những gì mà má em đã làm được cho em, con người của em. Cái mà em có thể làm để tiếp tục làm cho má vui đó là sống thật tốt. Chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ The Khang Show của đoàn lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần. Xin chào và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có tập mới nhé. Chị Lộ khoe với anh Khang với lại khán giả luôn là cái bộ sưu tập bạn trai của mình đi. Trời ơi, sao vậy? Bộ sưu tập luôn. Một bộ sưu tập.